Đây là bài 1 trong loạt bài giao tiếp tiếng Nhật của Hội quán Giao tiếp Ngoại ngữ và Xã hội. Bạn sẽ cảm thấy tiếng Nhật thú vị và dễ nắm bắt hơn bạn tưởng. Hãy nghe mấy câu đối thoại sau đây. すみません。 あなたは英語がわかりますか? いいえ、私は英語がわかりません。 私は日本語が少しわかります。 あなたはアメリカ人ですか? はい、私はアメリカ人です。 Ít phút nữa, bạn sẽ không chỉ hiểu mấy câu đối thoại trên mà chính bạn cũng tham gia vào câu chuyện. Bạn hãy thử tưởng tượng một người đàn ông Mỹ ở Nhật đang ngồi gần người phụ nữ Nhật trên một chuyến tàu. Người đàn ông muốn mở đầu câu chuyện với người phụ nữ. Anh nói, xin lỗi chị. すみません. Người Nhật đọc bài này sẽ nhắc từng phần một bắt đầu từ phần cuối, đề nghị bạn nhắc lại từng phần theo người Nhật. Bạn hãy thử tập phát âm giống như người Nhật. Bạn cố gắng nói to và rõ. せん ません ません すみ すみ すみません すみません. Bạn nói xin lỗi chị bằng tiếng Nhật như thế nào? すみません. Bây giờ, người đàn ông muốn hỏi người phụ nữ, chị có hiểu tiếng Anh không? Trước hết là từ tiếng Anh. Bạn hãy nghe và nhắc lại. Eigo. Go. A. Eigo. Eigo. Bạn nói từ tiếng Anh bằng tiếng Nhật như thế nào? Eigo. Bây giờ bạn hãy nói từ tiếng Anh và thêm từ ga đằng sau. Eigo ga. Bản thân từ ego trong tiếng Nhật chính là tiếng Anh. Nhưng khi được sử dụng trong một câu như trong câu bạn có hiểu tiếng Anh không? Thì từ ga được thêm vào. Hãy nói lại một lần nữa, tiếng Anh khi nó được sử dụng trong câu. Eigo ga. Eigo ga. Hãy nói xin lỗi chị. すみません. Bạn hãy nhắc lại theo người Nhật một lần nữa, cố gắng bắt chước cách phát âm của người Nhật. すみません. Bây giờ anh ấy muốn hỏi bạn có hiểu không? Đây là từ hiểu. わかります. Bạn hãy nhắc lại từng phần. ます. ます. Rimas. Rimas. Karimas. Karimas. Wakari. Wakarimas. Wakarimas. Hãy nói hiểu. Wakarimas. Từ anata hay bạn hiếm khi được dùng trong giao tiếp tiếng Nhật. Vì vậy, thay vì nói bạn hiểu, chỉ đơn giản nói hiểu. わかります. Bạn nói hiểu như thế nào? わかります. わかります. Bạn có nhớ cách nói tôi hiểu tiếng Anh như thế nào không? Eigo. Eigo. Bây giờ bạn hãy nói tiếng Anh
khi từ này được dùng trong câu? Eigo ga. Đây là cách nói bạn hiểu tiếng Anh. Hãy nghe và nhắc lại. Eigo ga wakarimasu. Hãy chú ý đến sự đảo trật tự từ. Bạn chỉ nói tiếng Anh hiểu. Bạn nói bạn hiểu tiếng Anh như thế nào? Eigo ga wakarimasu. Eigo ga wakarimasu. Bây giờ hãy nghe từ tạo thành câu hỏi trong tiếng Nhật. Ka. 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 Bằng cách thêm từ này vào cuối câu, bất kỳ câu nào đều có thể chuyển thành câu hỏi. Một lần nữa, hãy nghe và nhắc lại. わかります. Bây giờ bạn cố gắng hỏi, bạn có hiểu? Nhớ rằng từ bạn được hiểu ngầm. わかりますか? わかりますか? Hãy nói xin lỗi chị. すみません. Hãy hỏi tôi có hiểu không? わかりますか? わかりますか? Bạn hãy hỏi tôi có hiểu tiếng Anh không? Hãy nhớ trật tự từ.英語がわかりますか? 英語がわかりますか? Người phụ nữ trả lời không. Hãy nghe và nhắc lại. いいえ. 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 Bạn nói không bằng tiếng Nhật như thế nào? いいえ. Người đàn ông nói tôi hiểu. Trước hết là từ tôi trong câu. Hãy nghe và nhắc lại. 私は. し. し. たし. たし. わ. わたし. わたし. わたしは. わたしは. Bạn hãy nói tôi hiểu. わたしはわかります. Bạn cố gắng nói tôi hiểu tiếng Anh. わたしは英語がわかります. わたしは英語がわかります. Hãy nói bạn hiểu. わかります. Hãy nói tôi hiểu. わたしはわかります. Hãy nói bạn có hiểu không? わかりますか? Hãy hỏi người phụ nữ, bạn có hiểu tiếng Anh không?英語がわかりますか?
英語がわかりますか？ Người phụ nữ trả lời không bằng tiếng Nhật như thế nào? いいえ。 いいえ。 Bây giờ người phụ nữ muốn nói tôi không hiểu. Hãy nghe và nhắc lại. 私はわかりません。 わかりません。わかりません。わかりません。わ、私、私は、私はわかりません。 Bạn hãy nói, tôi không hiểu. Hãy chú ý phần tạo thành câu phủ định, sen ở cuối câu. 私はわかりません。 Hãy nói cả hai cùng nhau, hiểu, không hiểu. 分かります。分かりません。分かります。分かりません。 Nói hiểu. 分かります。 Hãy nói tôi không hiểu. 私はわかりません。 Hãy nói tiếng Anh. 英語。英語が。 Hãy nói tiếp, tôi không hiểu tiếng Anh. 私は英語がわかりません。私は英語がわかりません。 Bây giờ hãy hỏi, bạn có hiểu không? わかりますか？ Hãy hỏi tôi có hiểu tiếng Anh không? ]英語がわかりますか? Hãy trả lời không, tôi không hiểu. いいえ、私はわかりません。いいえ、私はわかりません。 Bây giờ, bạn hãy nghe từ chỉ ngôn ngữ tiếng Nhật. Hãy nghe và nhắc lại. 日本語語本語日本語 日本語 Hãy nói lại từ tiếng Nhật. 日本語 Từ nào là từ tiếng Anh khi bạn sử dụng trong một câu? ]英語が. Bây giờ hãy nói từ tiếng Nhật khi ở trong một câu.
日本語が日本語が Hãy nói tôi hiểu. Watashi wa wakarimasu. Bây giờ bạn thử nói tôi hiểu tiếng Anh. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Hãy nói với tôi một lần nữa là bạn hiểu tiếng Nhật. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Bây giờ hãy nói với tôi là bạn không hiểu tiếng Nhật. Watashi wa nihongo ga wakarimasen. Watashi wa nihongo ga wakarimasen. Hãy hỏi xem tôi có hiểu tiếng Nhật không? Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Hãy hỏi xem tôi hiểu tiếng Anh không? Eigo ga wakarimasu ka? Bây giờ hãy nói, tôi không hiểu tiếng Anh. Watashi wa eigo ga wakarimasen. Hãy hỏi lại tôi xem tôi có hiểu tiếng Nhật không? Nihongo ga wakarimasu ka? Đây là cách nói một ít. Hãy nghe và nhắc lại. Skoshi. Shi. Shi. Koshi. Skoshi. Skoshi. Hãy nói một ít. Skoshi. Hãy nói tôi hiểu một ít. Watashi wa skoshi wakarimasu. Watashi wa skoshi wakarimasu. Hãy nghe và nhắc lại. Tôi hiểu một ít. Watashi wa skoshi wakarimasu. Hãy nhắc lại. Tôi hiểu tiếng Nhật. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Hãy nói một ít. Skoshi. Bây giờ người phụ nữ muốn hỏi người đàn ông, anh có phải người Mỹ không? Hãy nghe và nhắc lại từ người Mỹ. America jin. 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 America. America. America jin. America jin. Bây giờ hãy nói người Mỹ. America jin.
hay nhắc lại, tôi hiểu tiếng Nhật không? ]日本語がわかりますか? Hãy nói một ít. ]少し. Hãy nói, tôi hiểu một chút. ]私は少しわかります. Hãy nhắc lại, tôi hiểu tiếng Nhật. ]私は日本語がわかります. Hãy nhắc lại, người Mỹ. ]アメリカ人. Jin có nghĩa là người, để chỉ một quốc tịch, tiếng Nhật thêm từ Jin vào tên nước đó. Hãy nói lại người Mỹ một lần nữa. ]アメリカ人. Và bạn nói người Mỹ bằng cách nào? ]アメリカ. ]アメリカ. あなたは ta あなた あなた あなたは Bạn nói từ anh, chị, bạn như thế nào? あなたは Đây là cách nói anh là. Hãy nghe và nhắc lại. Anata wa desu. 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 Anata wa. Anata wa desu. Từ bạn thường được hiểu ngầm và không cần nói ra. Bạn là người Mỹ là một trường hợp bạn cần sử dụng từ bạn. Bây giờ hãy nhớ đảo trật tự từ. Cố gắng nói bạn là người Mỹ. あなたはアメリカ人です. あなたはアメリカ人です. Bây giờ bạn hãy cố gắng hỏi anh là người Mỹ có phải không? あなたはアメリカ人ですか? あなたはアメリカ人ですか? Hãy hỏi, anh có hiểu tiếng Nhật không? ]日本語がわかりますか? ]日本語がわかりますか? Anh có phải là người Mỹ không? ]あなたはアメリカ人ですか? Sau đây là cách nói vâng. Hai. Hai. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng chính bạn là người ngồi gần người phụ nữ Nhật. Bạn muốn mở đầu câu chuyện, bạn sẽ nói gì? あなたはアメリカ人ですか? あなたはアメリカ人ですか? Người phụ nữ không trả lời, vì thế bạn hãy thử hỏi lại xem chị ấy có hiểu không. Hai. Hai. Bây giờ bạn hãy nghe mấy câu đối thoại tiếng Nhật mà bạn đã nghe cách đây ít phút ở phần đầu bài này.
Hãy nghe và nhắc lại. すみません。あなたは英語がわかりますか？いいえ、私は英語がわかりません。私は日本語が少しわかります。あなたはアメリカ人ですか？はい、私はアメリカ人です。Hãy nghe lại một lần nữa. すみません。あなたは英語がわかりますか？いいえ、私は英語がわかりません。私は日本語が少しわかります。あなたはアメリカ人ですか？はい、私はアメリカ人です。Bây giờ bạn hãy tưởng tượng chính bạn là người ngồi gần người phụ nữ Nhật. Bạn muốn mở đầu câu chuyện, bạn sẽ nói gì? すみません。すみません。Người phụ nữ không trả lời, vì thế bạn hãy thử hỏi lại xem chị ấy có hiểu không? わかりますか？わかりますか？Hãy hỏi chị ấy có hiểu tiếng Nhật không?日本語がわかりますか？日本語がわかりますか？Người phụ nữ không trả lời, vì thế bạn hãy thử hỏi lại xem chị ấy có hiểu tiếng Anh không?英語がわかりますか？英語がわかりますか？いいえ、いいえ。Chị ấy cho bạn biết chị ấy không hiểu tiếng Anh bằng cách nào.私は英語がわかりません。私は英語がわかりません。Chị ấy hỏi bạn có hiểu tiếng Nhật không như thế nào? わかりますか？日本語がわかりますか？Bạn hãy trả lời rằng bạn hiểu một ít.私は少しわかります。私は少しわかります。Chị ấy muốn hỏi bạn có phải là người Mỹ không? Chị ấy hỏi như thế nào? あなたはアメリカ人ですか？あなたはアメリカ人ですか？ Bạn hãy trả lời, vâng. はい。Chị ấy sẽ hỏi bạn một câu, bạn hãy thử trả lời đúng sự thật. 英語がわかりますか？英語がわかりますか？はい、私は英語がわかります。Chị ấy hỏi bạn thêm một câu nữa, bạn hãy dùng một ít để trả lời. 日本語がわかりますか？日本語がわかりますか？ Đúng như vậy. Bây giờ bạn đã bắt đầu hiểu một ít tiếng Nhật. Bạn đừng quá bận tâm nếu có một số lần bạn trả lời chưa đúng. Tất cả những gì bạn vừa mới học trong đoạn bài này sẽ được nhắc lại trong các bài sau. Nếu bạn nắm vững 80% những gì đã được giới thiệu trong bài này, thì bạn có thể học tiếp bài sau. Nếu chưa nắm được, thì bạn nên dành thêm 30 phút nữa để học lại bài này. Bài học hôm nay đến đây là...